Xin chào các bạn đến với kênh vlog của Lý Sự. Hôm nay trong những ngày Tết thì ở đoàn trường trung học phổ thông Liên Xuân tổ chức Tết ấm xuân vui cho các bạn học sinh của trường trung học phổ thông Liên Xuân. Mời các bạn cùng theo chân mình vào bên trong để xem các bạn học sinh trường Liên Xuân làm cái Tết ấm xuân vui nha. Các bạn đang chuẩn bị một số bàn ghế đem ra để chuẩn bị bố trí các vị trí của mình thực hiện ha. Ở khu cánh gà của hội trường thì cũng tràn ngập hoa. Ở khu giải phòng học thì hoa giấy cũng đua nở. Ở khu tượng Liên Xuân thì cũng được trang trí hoa Tết, hoa nhạn thọ rồi. Ở khu phía nhà xe thì quý cô cũng chuẩn bị rất là nhiều hoa nhạn thọ để một là chia cho các đoàn viên thanh niên, hai là trang trí cho sân trường thêm đẹp ha. Với bàn tay khéo léo của quý cô thì chăm sóc những cái bông hoa rất là tươi tốt, rất là đẹp. Mọi người có nhận ra đây là ai không? Là cô dạy bộ môn lý nha. Những bông hoa nhạn thọ của quý cô trồng rất là tươi tốt, màu rất là đẹp nha. Là cái công đoạn chuẩn bị của các bạn gồm có bếp và các cái nguyên liệu. Đây là các bạn đang chuẩn bị để xào mứt dừa. Đây là lớp mình mấy? 12/6 mình đang chuẩn bị cái mâm ngũ quả hả? Đây là lớp 12/7. Dạ 12/5. 12/5 mình sẽ thấy để một. Mình đang chuẩn bị là mâm ngũ quả phải không? Theo dự đoán chắc đây là lớp 12/4 hả? Dạ. Mình cũng chuẩn bị mâm ngũ quả phải không? Dạ. Vậy là lớp 12 là chuẩn bị mâm ngũ quả hết. Đây là hai bạn của lớp 12/3 phải không? Mình cũng chuẩn bị mâm ngũ quả. Tại sao mâm ngũ quả mình lại có chuối? Dạ em thấy là cái này nó không có quy định nghiêm ngặt về loại quả nào. Em thấy là nó đa dụng miệng. À, không có quy định gì nghiêm ngặt. Vâng. Vì cái quả gì? Rồi em thấy là nghĩ sao nó không có quy định nghiêm ngặt. Tất cả thì chuẩn bị không hết ra. Là ý nghĩa của từng loại quả trong này là như thế nào em? Em có thể nêu ý nghĩa của từng loại quả không? Chỉ thấy đẹp là chân thôi phải không? Dạ. Để chúc mình có một cái mâm quả đẹp nha. Dạ. Ý nghĩa nữa ha. Sở. Đây là các bạn của lớp 12/2. Dạ. Chuẩn bị cũng là mâm ngũ quả luôn. Rồi ổn rồi em. Rồi tất cả chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện công việc của mình. Rồi xin mời tất cả các em chúng ta bắt đầu ạ. Lớp 12/1 ơi. Mâm ngũ quả mình là có bao nhiêu loại quả? Bao nhiêu? 5 loại quả. Ngũ quả là 5 quả. Các bạn đang chuẩn bị và chuẩn bị về cái loại coi sản phẩm hoàn thành nha. Các bạn ở lớp 1/6 rất là ồn ào, đang chuẩn bị và chưa biết chuẩn bị tới đâu. Ở đây là chắc các bạn 11/5. Các bạn đang chuẩn bị để xào mứt dừa. Này chắc là có thể là các bạn đang chuẩn bị là 3 màu. 4 màu luôn hả? Con này màu này màu xanh. Có màu quá chất nữa hả? Là dừa. Đây là mình còn lớp 11 mấy? Dạ 11/4. 11/4. Mình đang chuẩn bị làm mứt gì? Dạ mứt me. Hả? Mứt me muối ớt. Mứt me muối ớt. Chưa chua mặn. Đây là một cái món mới của cái có lớp 11. Các bạn có lớp 11 kia thì làm mứt dừa. Ở đây là làm mứt me. Không biết coi như cục cồn quá hơn. Đây là đang xào mứt dừa. Đây là lớp 11 mấy? Dạ 11/3. Mình làm mấy màu? Dạ 2 màu. Đây là màu trắng. Dạ. Tinh khiết. Còn dạ. Màu gì nữa? Dạ màu tím của lá cẩm. Màu tím lá cẩm. Có sử dụng quá chắc không? Dạ không ạ. Rồi. Lớp
11/2. Cái 11/2 mình làm mấy màu? Dạ một màu. Chỉ có một màu trắng thôi. Đây là các bạn lớp 11/1. Mình chưa cho lên bếp hả? Dạ chưa, giờ tụi em mới ướp đường. Mới ướp đường thôi. Nên mình làm mấy màu? Dạ hai màu. Màu trắng tinh khiết này với màu gì? Dạ màu xanh đậu biếc. Màu xanh đậu biếc hả? Dạ. Chào các bạn lớp 10 trên máy. Mình chuẩn bị làm cái gì, món gì? Bánh tét. Mấy đòn nè? Dạ hai đòn. Bánh tét chay hay là bánh tét gì? Bánh tét. Mình gói tượng trưng thôi hả? Dạ. Các bạn gói tượng trưng thôi chứ không phải là bánh tét chay, bánh tét mỡ gì hết. Các bạn đây là lớp 10 trên. Dạ 10/5. 10/5. Mình gói mấy đòn? Dạ gói 2 đòn. Này cũng 2 đòn, 2 đòn bánh tét luôn, bánh tét mô hình phải không? Dạ. Giống đòn chả. Ở đây là các bạn nam của lớp 10/4. Mình gói mấy đòn đây lớp 10/4? Dạ 2 đòn. 2 đòn cũng là bánh tét mô hình luôn ha. Dạ. Chỉ chân thôi. Dù là các bạn nam nhưng cũng rất là khéo tay nha. Một sân chơi rất là ý nghĩa dành cho các bạn để các bạn tập làm bánh thì sau này ha. Đây là các bạn nữ của lớp 10/3 cũng đang gói bánh tét mô hình luôn phải không? Bánh chưng hả? À. Này là của lớp 10/2 phải không? Là mình gói bánh gì? Bánh chưng. Cũng là bánh chưng. Gói mấy mẫu bánh chưng? Dạ hai. Hồi nay giờ mình có làm bánh chưng lần nào chưa? Chưa. Đây là lần đầu tiên luôn. Dạ. Mình tham khảo tư liệu này kia ở đâu? Dạ, trên mạng. Trên mạng ha. Đây cũng một sân chơi rất là ý nghĩa để mình tập làm bánh chưng phải không? Của lớp 10/1 phải không? Mình gói bánh gì? Chưng. Mấy mẫu bánh chưng? Mấy mẫu? Các bạn rất là rụt rè trong việc trao đổi. Là nhóm các bạn đang viết thư pháp. Hai bạn tên gì? Dạ em tên Kim Xuân 10/3. Em tên Thu. Xuân 10/3 và Thu 11/2 phải không? Dạ. Hôm nay giờ mình có viết thư pháp chưa? Dạ em có tập ở nhà trước rồi thầy. À chỉ có tập thôi chứ hồi nào là chưa viết phải không? Dạ. Rồi. Ở đây là đoàn trường tổ chức cái sân chơi này cũng để tạo cơ hội cho mình rèn luyện viết thư pháp thêm đúng không? Dạ. À. Đó thực sự đã phát từ cái dòng chữ đó đó. Ngoài việc học và lễ phép ra thì các bạn còn có nhiều cái tài lẻ rất là hay. Chơi thể thao cũng giỏi nè. Làm bánh, viết thư pháp và rất là tài nghệ. Mong rằng tuổi trẻ của các em dưới mái trường Lê Anh Xuân được sự dìu dắt cũng như là tạo cái sân chơi này cho các em phát triển.
cái khâu trang trí, hai dòng chữ các bạn đã viết xong. Mình có thể là vẽ cành mai, mình dự đoán như thế. Rất là có hoa tai nha các bạn. Nhớ cho các bạn một like, một share cũng như là một subscribe để theo dõi video clip nha. Vẽ khu từ mé bên trái của màn hình qua bên mé bên tay phải của màn hình, bắt đầu từ lớp 12 21, và B bên kia là lớp 10 trên 1. Ở giữa này cả hai bạn đang viết thư pháp. Rồi khu vực của các bạn viết thư pháp bên đây thì mình quay trở lại với cái khu các bạn chăm chân mâm ngũ quả và làm mứt dừa ha, như là gói bánh tét. Các bạn viết thư pháp đẹp, rồi các bạn chơi thể thao giỏi, các bạn cũng khéo tay làm trong các cái mâm ngũ quả ngày Tết. Là sản phẩm cơ bản hoàn thành của lớp 12 trên 5. Các bạn đang xào mứt dừa 11 trên 6 gần hoàn chỉnh rồi ha. Đây là các bạn của lớp 11 trên 5. Nguyên liệu mình làm này gồm có những gì em? Dạ, cái phần này là cái này là chỉ là cái phần dừa với lại đường, còn cái này là dừa với lại lá dứa, còn cái này là dừa có với đường là... không? Dạ có, cũng có đường luôn không? Dạ, còn ở đây là một cái là lá dứa với một cái là lá cảm củ dền ha. Dạ. Mình chuẩn bị nè, mất thời gian lâu không? Lâu rồi. Lần nào giờ mình có xào mứt dừa lần nào chưa? Để chưa. Đây là lần đầu tiên của mình phải không? Dạ. Cũng là một cái cuộc thi cũng như là một cái trải nghiệm để mình tập làm mứt Tết. Dạ. Sau này ha. Dạ. Chúc sản phẩm mình thành công và thật là ngon nha. Dạ. Dạ anh cảm thầy. Đây là sản phẩm của các bạn lớp 11 trên 2, chỉ là một màu trắng thôi như lúc nãy bạn ra giới thiệu. Hồi nào giờ mình có xào mứt dừa lần nào chưa? Dạ đã từng xào nhưng mà là chỉ phụ mẹ một công đoạn thôi thầy. À chỉ phụ thôi phải không? Dạ. Đây là lần đầu tiên mình làm một món mứt dừa hả?
Dạ tự hoàn thiện một món. Dạ. Rồi chúc sản phẩm mình thật là ngon ha. Dạ, như là mình có cái kỹ năng để sau này mình biết làm mứt Tết rồi ha. Dạ. Này các bạn của lớp 11 trên 1 hả? Dạ. Này mình xào này là màu gì?